Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món canh chua xài nấu với đầu cá hú. Đây là cái tô canh chua của mình nấu xong. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn không? Thổi lên nghi ngút luôn. Món này mình chấm với nước mắm nè. Nước mắm mặn thêm vào chút ớt. Ngon quá. Ăn nước mắm cũng ngon nữa. Mình và các bạn cùng bắt tay vào làm nha. Cá hú mua về nè, mình rửa sạch. Cái này bạn nấu nước sôi, bạn trụng sơ nha. Bạn trụng sơ sau đó rửa sạch. Cạo sạch mang nè, sạch nhớt. Trụng nước sôi cho mấy cái phần mang, phần nhớt nó săn lại, rồi mình cạo rửa cho nó sạch. Ở đây đầu cá hú là 1 kg. Bữa nay mình sẽ nấu canh chua đầu cá hú. Mua ngoài chợ mình mua đầu không á, có xíu lường. Cạo sạch nha, rửa sạch sau đó mình để cho nó ráo nước. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có, cái này là đầu cá hú nè, 1 kg đầu cá hú. Mình đầu cá hú không nha, cái này có mấy cái lường nữa nè. Hôm nay mình chỉ nấu canh chua với đầu cá hú thôi đó. Rồi đồ bổi thì gồm có nè, xài nè, 3 trái xài này là xài sống nha các bạn. Xài sống nấu canh chua xài này để nấu lấy nước chua luôn á, bởi vì mình phải sử dụng xài chua mình xài sống. Rồi khóm 1/4 trái, giá này 100g à, cà chua 4 trái, rau cần 1 nắm nhỏ thôi. Bạc hà này là một cây bạc hà nè, mình cắt ra. Rau nhút bó nhỏ, một bó nhỏ rau nhút. Rau niêm mình sử dụng ngò và lá quế nha. Rồi kèm theo đó nữa là gia vị. Hôm nay là mình sẽ làm món canh chua đầu cá hú. Là mình sẽ bắt cái nồi nước lên bếp. Cái nồi nước này là khoảng chừng 2-3 lít nước nè. Sau đó mình sẽ cho 3 trái xài vào luôn. Mình nấu cho nó chín mềm, đặng mình lấy cái nước chua của trái xài á. Khóm mình cắt theo cái khía nè, để nó được nguyên miếng. Rồi sau đó chẻ lại. Rồi chẻ lại á, thành cọng như nè. Cà chua mình rửa, sau đó mình sẽ chẻ làm 8. Rau nhút á mình lặt khúc vừa ăn vậy nè. Cái phần nào mà già ngay cái mắt á thì bỏ nha. Lặt hết phần rau nhút. Rau nhút á mình lặt xong nè. Rồi mình rửa sạch. Để cho nó ráo nước. Giá rửa cho nó sạch. Là mấy cái vỏ đậu bỏ. Để cho nó ráo nước. Rồi bạc hà mình lột và vỏ cho nó sạch. Rồi mình sẽ rửa. Sau đó mình rửa sạch nè. Rửa sạch đó, sau đó mình thái xéo nha. Thái xéo xéo vậy đó. Hết phần bạc hà. Rau cần cắt bỏ gốc. Sau đó mình rửa sạch. Và mình cắt khúc vậy nè, cộng để riêng, lá để riêng nha. Lá quế mình lặt lấy lá nè, rồi mình rửa sạch. Màu gai mình cũng cắt bỏ gốc sau đó rồi mình sẽ rửa sạch nha. Vậy là cái phần đồ bổ của mình đã xong rồi nè. Bắt đầu mình sẽ vô nấu. Xài của mình nè, nước nó sôi lên, nó chín mềm chứ xài luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ chẻ ra. Để vô cái vợt vậy đó là mình dầm lấy nước chua. Rồi cái xài á, bạn luộc nguyên trái vậy nè, khi nó chín rồi mình chẻ ra mình dầm, chứ mình á đừng có chẻ miếng ra mình bỏ vô nha. Tại vì nếu mà bạn chẻ xong bạn bỏ vô á, cái nó ra mũ xài á đen nước á,
phải luộc nguyên trái vậy đó. Mình chẻ xong nè, nó mình vớt vô tô mình dầm. Nó cạo phần thịt xài nè. Nhớ bạn bạn nấu canh chua xài là bạn phải dùng sử dụng xài chua nha. Xài sống chua. Xài sống chua để hả nấu lấy nước chua. Cái mấy cái loại xài mà nó không có chua nhiều thì nấu canh chua không có được đâu nha. Đó, mình dầm vậy rồi mình cho lại vào nồi. Bạn cho nấu cái mình dầm cái thịt nó mềm rồi đó, cho lại vào nồi mình nấu tiếp. Bạn lấy cái thịt xài nè, lấy thịt xài xong á, cái vỏ xài bạn bỏ nha. Hồi nãy xài nó chưa có mềm á, bởi vì bỏ vô luộc xíu nữa cho nó mềm cắt vậy đó, rồi cái mình dầm nhẹ trong nấu nước nó mới mềm thịt. Xài này mình sử dụng là xài Đài Loan á. Xài Đài Loan á, khi mà nó còn non á hả, nó rất là chua. Nhưng mà khi mà nó già trái nó lớn rồi đó là thịt nó rất là ngon. Mình cho hả hết phần thịt vào. Thịt xài. Sau khi lấy xong phần thịt xài rồi mình sẽ cho cá vào nha. Nấu rồi nước nó sôi lên, lấy hết cái nước chua của xài rồi cho cá vào. Cho cá lúc nước sôi như vậy là nấu cá hả nó sẽ không bị tanh. Sau khi cho hết cá vào rồi nè, bây giờ là mình sẽ cho gia vị vào luôn nha. Bạn cho vào một muỗng canh muối. Một muỗng cà phê bột ngọt, hai muỗng đường. Nấu canh chua hả, tại vì có chất chua nên mình cho đường nhiều xíu nha. Cho nó ngọt ngọt, chua chua. Rồi mình nấu cho cá nó sôi lên, tan hết gia vị. Rồi đợi cho nước nó sôi lên, cái vớt bọt cái mình mới cho rau vào nha. Rồi canh của mình nè, lúc này nó sôi lên rồi đó. Có bọt mình vớt cho sạch bọt nha. Mình vớt cho sạch bọt rồi. Rồi mình nấu hả, tiếp tục cho cá nó chín. Sau khi cá chín rồi mình mới cho rau vào nha. Lúc này mình sẽ nêm nếm để cho vừa ăn luôn nha. Cái phần nêm nếm thì các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Khi cá chín rồi là mình sẽ cho cà và khóm vào trước. Nấu cho cà với khóm nó chín, chứ nó ra thêm chất chua, cho nó thơm. Còn mấy cái phần rau kia nấu nó rất là mau chín, nên cái đó mình cho vào sau. Theo là mình sẽ cho rau cần vào. Rau cần và bạc hà vào trước. Khi gần xong nè, mình nêm vào khoảng chừng một muỗng nước mắm cho nó thơm. Nước mắm bạn nêm vào sau nha, không nêm vào trước. Vì nêm vào trước nó sẽ làm mất mùi thơm của nước mắm á. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho giá và rau nhút vào. Rồi lúc này mình cắt rau thơm. Rồi gai và lá quế bạn cắt nhỏ ra như vậy nè, làm cho nó ra tinh dầu nó thơm. Rồi cho vào nồi canh luôn. Đè xuống cho rau nó xèo lại. Mình tắt lửa luôn nha. Tại vì giá với rau nhút á hả, mình không có nấu lâu. Nấu lâu thì nó sẽ chín mềm, nó làm dai, chứ nó không mất độ giòn của rau nhút. Rồi đơn giản như vậy đã xong món canh chua xài nấu với đầu cá hú. Lúc này là mình sẽ múc ra tô luôn nha. Canh chua đồ ăn lúc nóng như này cho nó ngon. Canh chua này khi ăn thì mình ăn với nước mắm mặn nha. Mình không ăn nước mắm mặn thì mình có thể ăn với muối ớt cũng được. Mình cho vào xíu ớt cho nó ngon nha.
tô canh chua á hả, trang trí thêm vài lát ớt nữa. Mình đã chia sẻ xong món canh chua xài nấu với đầu cá hú. Đó, đây là cái tô canh chua xài nè. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Món này khi ăn thì mình ăn với nước mắm mặn cho vào xíu ớt. Nếu như mình không ăn nước mắm mặn thì các bạn có thể ăn với muối ớt cũng được nha. Nước canh chua để mình nếm thử coi cái gì nó nghe thấy ra sao. Chua thăm, chua của xài, ngọt ngọt cái hả, của gia vị của thịt cá nè, kèm theo nó rau nè, rất là thơm, rất là ngon. Nhà mình có cây xài đó, xài non nó rớt nhiều á, xài đài loan nó rất là chua, bởi vậy mình đó, nấu cái món này nè. Thịt cá hú nè, mình ăn canh á, mình không thích ăn thịt dữ lắm, bạn nấu bằng đầu vậy đó nó ngon, nó có xương nè, nó có mang nè, có xíu thịt mà nó có thêm là mỡ nữa. Mỡ là mấy cái lường nè, ăn rất là béo, rất là ngon luôn á. Hôm nay mình đổi món với canh chua xài, các bạn á hãy, nếu như mà các bạn có xài non á, các bạn nấu thử đi, rất là ngon luôn á. Không thôi mình ra chợ mình mua vài trái xào sống mà xào chua về nấu thử đi, ăn rất là ngon, rất là lạ miệng. Bình thường thì người ta hay nấu với canh chua me, canh chua lá giấm, mình nấu với canh chua xài, ăn cho nó lạ miệng, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Rau đồ bổ thì các bạn hả, tùy theo các bạn nha, các bạn muốn ăn gì thì nấu với cái đó. Ở đây mình nấu với rau nhút nè, bạc hà, giá, gà khóm. Người miền Tây á hả, gia vị á ăn hả chua chua nè, ngọt ngọt nè, đậm đà, và rất thích ăn rau. Ngon quá. Lường nè, lường cá nè, nó có mỡ á, ăn rất là béo luôn á. Lường cá có xíu thịt nè, mỡ nè, nó béo mà nóng hổi, ăn rất là ngon luôn á. Món canh chua mà nấu bằng đầu vậy nè, những cái lường mỡ vậy bạn ăn lúc nóng nha, chứ nếu như mà lúc nó nguội hả là mấy cái phần mỡ nó sẽ đông lại, ăn nó không ngon đâu. Rồi đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món canh chua xài nấu với đầu cá hú nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng những chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.